Mẹ. Anh hai. Tưởng đâu bệnh luôn, không chịu qua đây chứ. Thôi con, em nó đang buồn đó. Có chuyện gì vậy mẹ? Con Phương, nó đi gặp nhạc sĩ để ký hợp đồng. Bà Diệu, ba đa nghi này nọ, tới làm ầm lên vậy đó. Người ta giận quá, người ta đâu có hợp tác với nó nữa đâu. Đó, Binh bảo cho giữ đi. Con, hay là con dọn qua đây, ở với mẹ với anh hai luôn nha. Đã bị như vậy, còn chưa sáng mắt nữa hả? Ở bển hoài, chú bà kìm kẹp cả đời luôn sao? Qua đây đi, tiền bạc hàng tháng anh hai lo cho. Không cần rau quán phở nữa. Con, anh hai nói đúng đó con. Mẹ thấy con cứ đi thi hoài như vậy không phải là cách đâu. Mình phải tìm người giúp đỡ. Chứ chờ thi đậu thì tới bao giờ mới nổi tiếng hả con? Mà bả cứ đa nghi này nọ, mai mốt thế nào cũng có chuyện nữa cho coi. Sao? Dạ mẹ, ngày mai con sẽ đi qua bển, con dọn đồ đi luôn. Ừ, đúng rồi đó. Bây giờ con lên tắm rửa đi, lấy đỡ đồ của mẹ mặc vô ha. Đi đi con. Dạ, thưa mẹ con lên lầu. Ừ. Nè con, hồi nãy mẹ có gặp bà Diệu. Mẹ kêu bà đưa số tài khoản để con chuyển tiền trả cho nó dễ. Mà bà không có chịu. Bà nói là để gặp con nữa đó. Dám là tìm cơ hội để mà ngon ngọt giải thích này nọ nữa chứ gì. Hoặc là làm bộ không chịu nhận, để con phải mang ơn của bà suốt đời. Hay là vậy đi, con cứ đi rút tiền mặt đi. Rồi tối mai mẹ kêu con Thư qua đây ăn cơm, rồi đưa cho nó mang về cho bà luôn. Con khỏi phải gặp bà, con thấy sao? Dạ, con thấy mẹ tính vậy cũng được đó. Ừ. Thôi, mẹ lên lầu với em nha. Dạ. Gì? Gì về rồi hả gì? Con nấu cơm xong rồi nè. Thư à, con Phương nó có về đây không con? Dạ chưa nữa. Nó đi gặp ông nhạc sĩ, không biết sao rồi. Con sợ nó đang nói chuyện nên con cũng chưa gọi điện hỏi nó nữa. Vậy là chắc nó về bên mẹ con rồi. Sao nó lại về bên mẹ con? Tại vì la nó, cái vụ ông nhạc sĩ lừa gạt kia. Con gọi điện cho nó, hỏi coi nó có ở bên nhà mẹ con không? Hay nó lại đi lung tung nữa? Dạ. Dì vô thay đồ chút đi. Em nghe nè chị ba. Em đang ở bên nhà mẹ hay đang ở đâu vậy? Em lại ở bên nhà mẹ nè. Chị ba à, tối hôm nay em sẽ không về nhà đâu. Còn nữa, ngày mai hả? Em sẽ về nhà mình. Em chọn hết đồ em qua đây ở với mẹ luôn. Sao tự nhiên em lại đòi về bên mẹ ở? Dì lo cho em thôi. Biết đâu cái ông nhạc sĩ đó, ông là người xấu thiệt thì sao? Người ta đàng hoàng thấy mồ luôn. Người ta có làm gì em đâu mà xấu. Em đã hỏi kỹ rồi. Có một chị học chung khóa thanh nhạc với em nè. Chị đó nói với em rồi. Ông đó là người rất tốt. Em đã hỏi kỹ càng rồi. Em mới đi gặp người ta. Chứ đâu phải là em dễ bị người ta dụ như vậy đâu. Vậy là chắc có hiểu lầm gì. Để chị hỏi là gì thử coi. Hỏi gì thử chứ. Gì đó. Từ hồi đó tới bây giờ, chị lúc nào cũng coi em giống như là con nít vậy. Chị không có tin em. Bây giờ em còn trẻ, em mà không tranh thủ cơ hội á, lỡ mai mốt em lớn tuổi thì làm sao mà em nổi tiếng được chứ. Khó lắm. Thôi đi, chị ba không cần phải khuyên em nữa đâu. Ngày mai em sẽ đi về dọn đồ. Vậy thôi em cứ ở bên mẹ đi. Coi gì ngày mai em về mình nói chuyện tiếp. Dạ, em cúp máy đây.